Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị phần bát cương và chân giả. Thì bát cương biện chứng âm dương biểu lý hàn nhiệt hư thực gọi là bát cương. Tám cương này lúc vận dụng vào lâm sàng để tiến hành biện chứng gọi là biện chứng theo bát cương. Những chứng trạng xuất hiện của các bệnh tật tuy rất phức tạp nhưng đều có thể dùng bát cương để tiến hành phân tích, quy nạp, tìm ra được thuộc tính của bệnh, vị trí của bệnh, bệnh thế nặng hay nhẹ, phản ứng của cơ thể bệnh nhân mạnh hay yếu, rồi từ đó mà phán đoán, đưa ra được căn cứ cho việc chẩn đoán và điều trị trên lâm sàng. Âm dương là để phân biệt loại bệnh tật, biểu lý là chỉ vị trí của bệnh, sâu hay cạn, hàn nhiệt là chỉ tính chất của bệnh, hư thực là chỉ sự tiêu trưởng, thịnh suy của chính khí và tà khí. Trong đó, hai cương âm dương là tổng cương trong bát cương, có ý nghĩa thống lãnh 6 cương còn lại, âm dương biểu lý, hàn nhiệt, hư thực. 4 cặp mâu thuẫn này vừa đối lập nhau, vừa liên hệ mật thiết với nhau. Ví dụ như biểu chứng thì có phân ra là biểu hàn, biểu nhiệt, biểu hư, biểu thực. Lại còn có mối quan hệ rất phức tạp như biểu hàn lý nhiệt, biểu nhiệt lý hàn, biểu hư lý thực, biểu thực lý hư. Ngoài ra hàn chứng, nhiệt chứng, hư chứng, thực chứng cũng đều như thế. Trong một điều kiện nhất định nào đó, hai phía của bốn cặp mâu thuẫn này có thể chuyển hóa lẫn nhau về phía đối lập, nhưng từ biểu chuyển vào lý, từ lý chuyển ra biểu, chứng hàn chuyển hóa thành nhiệt, chứng nhiệt chuyển hóa thành chứng hàn, từ dương chuyển vào âm, từ âm chuyển vào dương. Sau đây chúng ta sẽ đi cụ thể bát cương. 1. Hàn nhiệt tức là kiểm tra thể chất bệnh thuộc lạnh hay nóng. Hàn, sợ lạnh, sợ gió, ưa ăn đồ ấm nóng, uống nước nóng hoặc không khát nước, thường hiện chứng tai lạnh, người mê mệt, thích nhắm mắt, mắt lờ đờ, ăn ít tiêu hoặc ỉa lỏng, mũi miệng thở hơi lạnh, hơi thở yếu, mà sắc mệt hay trắng bạc hoặc đen, nước tiểu trắng. Hàn thuộc loại âm, hoặc trong lạnh hoặc ngoài lạnh, lạnh phần nhiều thuộc chứng hư. Nhiệt thường sợ nóng, ưa đồ mát, ưa uống lạnh, thường hiện chứng tay chân ấm hoặc nóng, tiếng nói ồ ề, người hay lay động hoặc hôn mê nói sàm, mặt mắt đỏ, miệng môi khô nứt, nước tiểu đỏ hoặc vàng, đại tiện bí táo. Nhiệt thuộc loại dương, trong nhiệt hoặc ngoài nhiệt, nhiệt phần nhiều thuộc chứng thực. 2. Hư thực, để xem tính chất của bệnh. Theo cổ nhân thì tà khí thịnh là thực, chính khí bại là hư. Vậy tà nghĩa là độc bệnh, vi trùng bệnh, sự diễn tiến của bệnh lý. Chính là khí lực, tức là sự hoạt động của các hệ thống, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, bài tiết, nghĩa là xem kháng lực của cơ thể, sức đề kháng. Hư thường chứng tay chân hơi hầm, hơi lạnh, ra mồ hôi, đông y gọi là tự hãn, tần khí mê mệt, tiếng nói nhỏ, ít nói, sắc mặt mệt mỏi, nước tiểu nhiều, lưng mỏi đau, hoặc có di tinh, hình thể gầy yếu, hơi thở mệt, hoặc có đàm máu, có khi có cơn sốt âm ỉ dao động, nhiệt độ không cao, đông y gọi là triều nhiệt, mạch nhảy nhỏ, yếu, hư tế vô lực. Thực thường xuất hiện chúng nóng sốt, bất kết, thần khí phiền táo, không an, nói sàm, phát cuồng, ngực bụng đầy chứng đau, hoặc co tích khối, tiểu tiện đỏ, rêu lưỡi vàng, hoặc đóng mảng dày trắng, mạch nhảy nhanh, mạnh, hồng đại hữu lực. Biểu lý tức là vị trí của bệnh trong hay ngoài, biểu là ngoài, là bệnh thuộc cấp tính, mới nhiễm, mới phát, thường ớn lạnh, phát sốt, đầu đau, cổ cứng, xương cốt đau, không ra mồ hôi hoặc mồ hôi ít, bệnh uất không giải được, mạch nhảy mạnh ở nông, gọi là mạch phù. Lý là bệnh ở trong, bệnh tình đã diễn tiến vào trong đã lâu, tức là vào tạng phủ, thường phát nóng, phiền táo, có thể ói mửa, tiện bí hoặc tả lỏng, tiểu tiện gắt đỏ, sốt cao, nói sàm, mạch nhảy mạnh ở phần sâu, gọi là mạch trầm.
âm dương. Tất cả các hiện tượng trên đây, như bệnh ở ngoài biểu, chứng nhiệt, chứng thực thuộc về dương. Bệnh thuộc hàn, chứng hư đã lâu, bệnh vào bên trong, lý là thuộc âm. Nhưng đoán mệnh còn phải phân biệt đến chân giả mới khỏi nhầm lẫn, vì hàn nhiệt có giả hàn và giả nhiệt. Giả hàn là lạnh ở ngoài mà nóng ở trong, tuy lạnh nhiều mà không uống nước nóng. Giả nhiệt là ở ngoài nóng mà lạnh ở trong, tuy nóng nhiều mà không thích uống nước lạnh. Đó là đại khái. Giả thực là bệnh ở thế dữ mà thần khí hư suy, mạch nổi mà tán, đứt đoạn. Giả hư là bệnh ở thế trầm trầm suy yếu hư mà thần khí còn mạnh, mạch tuy nhỏ nhưng chắc chắn. Lại có người hư mà chứng thực, người thực mà chứng hư. Như người suy yếu mà mới cảm nhiễm hoặc mới bị thương, đó là người hư chứng thực. Người mạnh cường tráng mà bị lao lực, bất huyết, đó là người thực chứng hư. Vậy một người thầy thuốc chỉ bệnh cần phải nhận định rõ ràng để dùng thuốc cho thích hợp. Một châm y cũng cần phải chẩn đoán chắc chắn bệnh để đưa ra phương pháp châm cứu bổ tả. Tóm lại, trên lâm sàng bệnh cần kiểm tra thể bệnh, sự hoạt động của người bệnh như mạch suy, nhiệt độ cao bình thường hay thấp, tình hình xung huyết hay xuất huyết, bệnh thuộc cấp hay mạn tính theo tiêu chuẩn sau đây. 1. Xem cụ thể bệnh thuộc tính gì, lạnh, nóng, cấp tính hay mạn tính, xem tính chất. 2. Bệnh tình thuận, nghịch, thịnh, suy, chân giả, xem bệnh tính. 3. Cơ thể suy yếu hay cường tráng, thể chất của bệnh nhân. Tất cả các phương pháp trên đây là nguyên tắc cương yếu để chẩn đoán bệnh tình, áp dụng phương pháp người trị bệnh không thể thiếu sót trong nghệ thuật được. Thì em vừa mới hướng dẫn cho các anh chị và các bạn về phần bát cương và chân giả. Nếu ai có thắc mắc ở dưới thì hãy comment. Thấy video hay thì hãy like và share. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.